Xin chào mọi người, lại là mình đây. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án Aerob nhận 1.000 cái token Moni nhé. Thì nó tương đương với 50 đô la. Và mỗi một rep thì các bạn sẽ nhận được 20 Moni. Rồi ok, để tham gia vào dự án này mọi người hãy bấm vào cái đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Rồi tiếp theo mọi người bấm vào Join Airdrop. Sau đó làm các nhiệm vụ như join vào kênh Telegram. Rồi quay trở lại, join vào channel của nó. Ok. Tiếp theo là tweet lại bài đăng này. Các bạn chọn theo dõi này, like này và retweet lại bài đăng này nhé. Ok. Quay trở lại. Follow Medium và follow Instagram. Follow Instagram trước. Rồi chọn theo dõi. Quay trở lại bot. Thì để follow Medium mọi người bật cái VPN lên nhé. Đây mọi người có thể cài cái VPN 1.1.1.1 này. Rồi quay trở lại. Sau đó bấm vào Medium. Rồi, sau đó mọi người chọn follow nhé. Ok, quay trở lại bot. Bấm vào registration. Sau đó lại nhập hình ảnh captcha. Tiếp theo nhập email. Rồi, tiếp tục nhập địa chỉ ví BSC. Rồi ok. Tiếp theo là nhập mà profiling của Twitter lại vẫn như cũ, vẫn copy cái dòng này, xóa cái username của đi, nhập username của mọi người vào. Rồi tiếp theo là nhập cái đường retweet link nhé, thì mọi người lại trở lại Twitter này. Rồi, vẫn chọn vào ảnh, chọn vào hồ sơ, chọn vào tweet và trả lời. Thì đây mọi người sao chép cái đường link này nhé. Ok, gửi vào đây. Rồi tiếp theo đó hỏi đã join vào Medium chưa, mọi người chọn I have và join và nhập cái profile link của Medium nhé. Thì mọi người vào Medium này. Rồi, bấm vào cái góc bên phải nhé, cái chấm đen đen này. Rồi, sau đó chọn vào biểu tượng đây nhé. Chọn vào biểu tượng avatar này. Chọn vào mục setting này. Rồi, các bạn đẩy lên. Thì đây chính là cái profiling nhé. Sao chép cái profiling này vào. Rồi sau đó quay trở lại bot. Dán nó vào đây. Rồi tiếp tục là chọn I have và join. Bây giờ nhập profiling của Instagram. Mọi người copy cái này, nó giống như là nhập profiling của Twitter ấy. Xóa này đi và nhập username của Instagram vào. Ok, tiếp tục chọn I have a join. Bây giờ nhập profiling của Facebook. Mọi người vào Facebook nhé. Đấy, để xem là mình đã tham gia Facebook chưa. Hình như là chưa tham gia Facebook. Mọi người bấm vào Facebook này. Rồi, bấm vào dấu 3 chấm. Chọn theo dõi. Rồi chọn like. Ok, bây giờ mọi người quay lại. Bấm vào cái ảnh đại diện này. Đó là bấm vào dấu 3 chấm. Bấm vào mục sao chép liên kết này.
Rồi ok, quay trở lại. Dán vào đây. Bấm Rồi, tiếp tục chọn I have rồi. Rồi. Nhập tiếp cái profiling của kênh YouTube nhé. Các bạn vào YouTube này. Còn chưa đăng ký kênh YouTube của nó vậy. Đây mọi người bấm chọn vào kênh YouTube này, đăng ký này, nó quay trở lại nhé, bấm vào biểu tượng avatar này, chọn kênh của bạn này, rồi sau đó bấm vào dấu ba chấm, rồi chọn chia sẻ, chọn sao chép đường dẫn, quay trở lại, dán vào đây. Rồi chọn I have rồi. Tiếp tục I have rồi. Chọn main menu. Chọn my balance để kiểm tra. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án nhận 1.000 cái token Moni tương đương với 50 đô la. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.